Đây em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bộ tranh 4 bức ha, một cái bộ tranh tàu 4 bức ha. Đây, đồ này là chỉ là đồ cũ theo các anh chị mình trưng trang trí nhà, nhưng mà được cái là bộ này là bộ to và giá của nó rất là phải chăng luôn. Chiều cao của bức tranh này là chiều cao rơi vào là 63,3, hơn 63 một tí. Còn chiều ngang như thế này thì rơi vào là 21 cm, còn chiều dày như thế này thì rơi vào là 2 cm mấy ha các anh chị, 2 cm mấy. Đây mặt sau nữa, đây gỗ này là gỗ gụ ha các anh chị, gỗ gụ. Còn mặt này mặt sứ tàu ha các anh chị, mặt sứ tàu. Đây một cái bức tranh rất là đẹp luôn, đây khoen ha các anh chị, khoen đây 4 bức ha các anh chị, tình trạng lành đẹp ha. Đây 4 bức tranh này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2 triệu và bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 2 triệu và bao ship ha. Đây các anh chị cô bác thông cảm ha, khách quen thì em vẫn là ship code bình thường ha các anh chị, còn các anh chị cô bác khách mới thì vui lòng đặt cọc cho em ha các anh chị, đặt cọc em mới đi hàng ha. Đây còn cách anh chị em cô bác khách cũ em vẫn đi hàng bình thường ha các anh chị. Đây một bộ 4 bức ha các anh chị, tranh này là tranh màu. Đây khung là khung gỗ ha anh chị, khung gỗ rất là dày và nặng ha. 4 bức này 2 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác.